opera, Paris, nhà hát opera và ballet được thành lập vào năm 1669 của bạn. Gustavo Dudamel, nhạc trưởng và nghệ sĩ vĩ cầm người Venezuela của bạn. Philippe Jordan, cựu giám đốc âm nhạc người Thụy Sĩ, sở hữu album More của bạn. Barquisimeto, thành phố thủ phủ bang Lara ở tây bắc Venezuela của bạn. Hugo Chavez, tổng thống Venezuela từ năm 1999 tới khi qua đời năm 2013 của bạn. MNAC, Bảo tàng Quốc gia Catalonia, nằm ở đông bắc Tây Ban Nha của bạn. Đại học Vall d'Hebron có bệnh viện công lập trực thuộc, thành lập năm 1955 của bạn. Adidas, Nemesis, Messi, 19.1, đôi giày Messi dùng trong trận cầu Valladolid 03 Barca của bạn. UNHCR, Cao Ủy Liên Hợp Quốc bảo vệ và hỗ trợ người tị nạn của bạn. IOM, Tổ chức Di cư Quốc tế Liên Chính phủ của bạn. Kiam Siwar Min, Đại sứ Myanmar tại bị chính quyền quân sự sa thải của bạn.